khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt. Hai anh trên sân chơi thì cũng muốn người được và người không được, người còn và người mất. Những chiêu thức kinh doanh cuối cùng được tung ra. Như vậy là na tự làm hại mình, dẫn đến cuộc chiến sống còn. Nếu mà bây giờ lớn như thế này nữa thì cùng nhau chết hết. Thưa quý vị, nhìn vào hai viên gạch này thì quý vị sẽ khó có thể nhận ra sự khác biệt của chúng. Điểm khác biệt đó là nằm trên thân. Loại thứ nhất thì có một vết cháy xám dài này được sản xuất theo công nghệ lò vòng. Còn viên thứ hai, như quý vị thấy ở đây là có hai dấu vuông thì được sản xuất theo công nghệ tuyên nén. Và để giải thích cụ thể hơn về hai công nghệ này thì sẽ là một câu chuyện rất dài với những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu với đại đa số người dân. Nên tôi sẽ không phân tích thêm về điều này nữa. Đơn giản thì cả hai đều là những viên gạch nung nhưng lại được sản xuất theo công nghệ khác nhau. Trong đó công nghệ tuyên nén thì hiện đại và được khuyến khích hơn công nghệ lò vòng. Nhưng loại gạch được sản xuất theo công nghệ hiện đại hơn lại đang ế ẩm hơn so với hàng công nghệ cũ. Câu chuyện ở tỉnh Bắc Giang. Những người thợ cứ luôn tay để kịp chuyến cho những đơn hàng mới. Gạch lò vòng ra đến đâu là dễ dàng tiêu thụ đến đấy. Vì lò vòng mình công suất nó cũng không phải là lớn, nó chỉ bằng một va tuyên nén nhỏ thôi. Và thứ hai chất lượng gạch nó đẹp nên là mình tiêu thụ vẫn tốt. Lò vòng thì tiêu thụ tốt, nhưng những nhà máy sản xuất gạch tuyên nén thì không. Gần 10 giờ sáng, nhưng đây là xe tải đầu tiên trong ngày được bốc xếp để mang đi Hải Dương cho khách quen với giá ưu đãi. Nếu không chấp nhận bán lỗ thì công ty cũng sắp hết nơi để xếp gạch tồn. Đây là cái khu vực để phơi gạch thành gạch mộc, nhưng mà vì tình trạng ế ẩm thì công ty phải tận dụng một phần diện tích của cái nhà phơi gạch mộc để tập kết gạch thành phẩm. Tức là toàn bộ chỗ này là chỗ ế ẩm đấy ạ? À, tế ế ẩm đấy bạn. Tình cảnh bi đát đúng là chẳng của riêng ai. Công suất cấp phép sản xuất gạch của nhà máy này là hơn 80 triệu viên một năm, nhưng hiện tại chỉ sản xuất một nửa. Giá của một viên gạch trên thị trường là 900 đồng, nhưng nay phải bán dưới 700 đồng thì công nhân mới có việc để làm. Cung vượt quá cầu nhiều lần, tất cả các doanh nghiệp gạch đang rất là khó khăn về vấn đề điều tiết cái đồng vốn của mình. Chúng tôi không thể vay thêm được nữa, không thể tiếp tục đầu tư thêm được nữa mà phải bán cái hàng tồn kho đi, phải xả kho với một cái giá rất thấp, thậm chí thấp hơn cả giá thành để lấy nguồn kinh phí chi tiêu. Như vậy là tự làm hại mình. Ở đây thậm chí có doanh nghiệp ế tới hơn 50 triệu viên gạch. Tức là gần như gạch sản xuất trong một năm mà chẳng bán nổi viên nào. Gạch tồn nhiều đến độ, cứ thế xếp thành hàng, như những khối container dài bất tận. Theo lý giải của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thì nhu cầu tăng hay giảm đều theo quy luật của thị trường. Riêng năm nay do tình trạng mưa nhiều, các công trình xây dựng hoạt động giảm, gián đoạn nên nhu cầu tiêu thụ chậm. Chưa kể là công suất của các lò tuyên nén lớn hơn từ 3 cho đến 5 lần công suất của các lò vòng nên cũng dẫn đến tình trạng ế ẩm của các nhà máy hiện nay. Thưa quý vị, cả tỉnh Bắc Giang hiện có 106 lò gạch, trong đó thì có 52 lò sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng, còn lại là 54 nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ tuyên nén. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012, các địa phương sẽ phải phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển công nghệ hiện đại, ít tiêu hao năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tỉnh Bắc Giang cũng thực hiện nghiêm túc chỉ thị đó và ra quyết định chấm dứt hoạt động lò vòng ở một số huyện vào cuối năm 2018 năm nay. Nhưng đến nay thì tỉnh Bắc Giang lại đang nghiên cứu đề án gia hạn hoạt động lò vòng thêm 2 năm nữa. Trong lúc đang ế ẩm lại nghe thấy thông tin đó thì những ông chủ lò gạch tuyên nén lại càng trở nên bức xúc hơn. Theo lộ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ năm 2012 thì chỉ hơn 2 tháng nữa những lò vòng như thế này sẽ phải chấm dứt hoạt động. Không đủ vốn liếng để chuyển đổi công nghệ, các chủ lò vòng đã thống nhất ký vào tờ đơn xin gia hạn hoạt động đến năm 2020. Đất tận dụng được 3-4 năm nữa để sản xuất này. Dư thừa nếu mà bây giờ nhà nước cấm ngay thì cũng không biết làm gì để đi đâu, san ra đâu. Cho nên là cũng rất chăn trở. Nỗi chăn trở của những ông chủ lò vòng lại là nỗi bức bối của những ông chủ lò tuyên nén. Một rừng không thể có hai hổ. Xung đột về lợi ích giữa hai bên khiến cho những người từng là bạn bè nay lại đứng trên hai chiến tuyến. Cùng một mảnh đất, nhưng người này muốn tiếp tục làm lò vòng, người còn lại thì muốn chuyển sang lò tuyên nén. Tao nói mày biết, dừng thì dừng cả cái huyện này. Với bố láo vứt ngao bây giờ chứ gì. Tôi mua toàn bộ cái tài sản này dứt điểm, không có đến ngày hạn nào cả. Cái đồ lừa đảo đi, mày đến định ăn cướp à? Tôi lừa cái gì của cậu? Đất là mày cút khỏi ra khu này, bén đảng tao đánh luôn đấy. Mâu thuẫn của các bên lên đến đỉnh điểm khi mới đây, tỉnh Bắc Giang cũng đang xem xét kéo dài hoạt động của lò vòng.
tức là bản kế hoạch từ năm 2012 về lộ trình đóng cửa lò vòng có thể sẽ mất hiệu lực. Nếu như mà tôi biết mà cái dấu này mà nó giá trị thấp thế này thì tôi cũng chả bán làm gì. Tôi cứ hoạt động cái lò vòng. Đấy là cách này là các cậu tự hiểu. Các cậu phải tự hiểu cái việc này. Chứ còn tôi không thể phân tích được cái việc này. Vì tôi đang sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tôi đang muốn xin chuyển đổi mà tôi nói không cẩn thận thì cũng khó. Chưa rõ thực hư quyết định gia tăng thời hạn cho lò vòng của tỉnh Bắc Giang thế nào, nhưng những ông chủ của các nhà máy gạch Tuy Nen như đang ngồi trên đống lửa. Tình trạng ế ẩm lại càng khiến họ không thể làm ngơ. Hai năm nay chúng tôi không kêu một cái gì cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì đang trong quá trình giao thoa. Bởi vì chưa đến cái hạn để xóa bỏ. Nhưng đến bây giờ nếu như không thật sự xóa bỏ mà có cái gia hạn thì chúng tôi thật sự là phải kêu cứu. Lò vòng và lò Tuy Nen đồng loạt kêu cứu khiến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng rơi vào thế khó xử. Vì dù quyết định thế nào cũng khó có thể làm đẹp lòng cả hai bên. Xin được nhắc lại là chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hàng chục lò vòng tại nhiều huyện của tỉnh Bắc Giang sẽ phải dừng hoạt động nếu không có quyết định gia hạn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sẽ là tồn tại hay không tồn tại? Câu trả lời hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp. Và sau đây là câu trả lời của đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều nhà chủ lò vòng hiện nay mới thời gian sản xuất cũng chưa nhiều và cũng chưa đủ cái điều kiện để thu hồi vốn. Và hiện nay kể cả cái lượng sản phẩm của họ tồn đọng cũng còn khá lớn. Kể cả những cái gạch phơ chưa lung. Thế cho nên cũng cần thiết còn có một thời gian. Cái này thì chúng tôi rất mong muốn là qua thông tin báo chí thì cũng tuyên truyền với các chủ lò gạch là cũng phải bình tĩnh thôi. Và cũng phải chuẩn bị thực hiện những cái tinh thần chuyển đổi của mình một cách tích cực. Nếu có thể thời hạn như thế nào đó thì chúng tôi sẽ sớm có cái ý kiến chính thức với các cái cơ sở này. Vậy là đến nay cũng vẫn chưa có quyết định chính thức về thời gian sinh tồn của những xưởng sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng. Nên hay không nên gia hạn cho lò vòng hoạt động? Chúng tôi xin phép không bình luận thêm về vấn đề này vì kết luận cuối cùng còn cần thêm sự nghiên cứu, đánh giá của các cơ quan chức năng. Nhưng dù có là tiếp tục hay dừng lại hoạt động của các lò vòng thì câu chuyện nhân sinh đằng sau nó mới chính là điều đáng được quan tâm nhất ở đây. Phá bỏ lò gạch thủ công chuyển sang lò vòng cải tiến. Đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng chỉ mới được 2 năm. Nay phải tiếp tục thực hiện phá bỏ để chuyển đổi sang lò Tuy Nen. Muốn vậy phải rót thêm hàng chục tỷ đồng. Điều này quả là quá sức đối với những ông chủ có xuất thân từ nông dân. Chưa kịp thu hồi vốn đã phải chuyển. Thế nên là suốt quanh năm là chỉ có nợ ngân hàng. Chả bao giờ hết nợ ngân hàng cả. Nợ cứ chồng nợ. Các ông chủ lò vòng đang đứng trước nguy cơ. Một là tiếp tục vay nợ để chuyển đổi. Hai là bỏ nghề truyền thống ông cha để lại. Thế nhưng bỏ nghề cũng đồng nghĩa với những lao động sẽ mất việc theo. Cái liều đóng cửa lò gạch giờ nó tạo công việc cho anh em tôi ở trong cái khu xóm, mấy cái xóm này quanh ra thì cái món ngoài 50 tuổi nhưng tôi thất nghiệp thì khá là nguy hiểm thật. Chỉ ngoài cái lò gạch ra thì kiếm sống thôi. Thì làm thì tiền thức ăn, tiền điện, tiền nón, tiền cỗ bàn công việc trang trải hàng ngày đầu dựa vào cái công ty lò gạch hết. Chỉ một lò gạch như thế này đã giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động. Dù công việc có vất vả, nhưng bù lại thu nhập cũng tương đối ổn định cho bà con. Với số tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng một ngày, người lao động nông thôn có thể lo toan được cuộc sống cho gia đình. Không làm lấy gì mà ăn, cho nên là phải đi làm lấy tiền nuôi gia đình con cái chứ. Các cô chỉ mong muốn là cái môi trường nó an toàn cho dân, cho trẻ em ở đây. Thì là các cô cũng muốn duy trì cái lò vòng này để các cô lấy công việc làm. Cách đây hàng chục năm, những lò gạch thủ công vốn rất thịnh vượng, thì nay chỉ còn là đống đổ nát. Sự phát triển của công nghệ khiến cho sự tàn lụi này trở thành điều tất yếu. Tương lai của lò vòng rồi cũng sẽ là đây. Lịch sử sẽ có trách nhiệm ghi nhớ những hình ảnh này. Nhưng người đương thời cũng phải có trách nhiệm với một quyết định thật thỏa đáng để trả ơn cho cả một loại hình kinh tế đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của địa phương.